bác chủ nhà rất khôn, chạy theo chủ đi vào đây. Đó, ở đây thì nó bơi giỏi lắm. Sợ gió này, nhưng mà nó gặp nước là nó cũng bơi. Thế này anh gặp con mới qua nó bơi là nghệ sĩ luôn. Con kiểu nó chưa biết bơi, nó cứ nhảy 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 này này. Bơi không gặp. Vẫn nổi nhưng mà nó không. Chỗ này bãi cỏ rộng rãi, tập toạc thoải mái này. Tập tựa chạy dốc núi này. Chỗ này cái này chỗ này mà xe ô tô đánh vào được anh nhỉ? Đấy. Ừ. Đấy được chỗ này được. Chỗ này là cỏ kiếc nhiều này. Dựng lán này được mà chỗ này là có cái dốc này. Mình ví dụ mình có các tình huống thực tế nó sẽ hay đấy. Đấy quay lấy cái xe nước được. Có cái xe nước bên kia. Đây này, này, này. Dốc lên tạo tình huống được đấy. Xuống nước thôi không bơi. Xuống nước thôi chứ không bơi. Đừng cũng cứ tầm nước. Nhưng mấy con nhà em mà nhà em nó nhìn nước nó bơi lên nó thích lắm. Vâng.